mình mẹ mẹ gánh của ông nội, mà có con vô con giúp cho mẹ thì mẹ cũng mang ơn con, chứ giờ mẹ cũng không biết nói gì hơn. Là lúc trước đây là mình không có đi làm, mình chỉ ở nhà mẹ nuôi thôi. Trước đây em thiêu tranh. À, mình ngồi tại chỗ mình thiêu hả? Dạ, em thiêu tranh chữ thập nè, tranh đính đá nè. Rồi em đăng ký, em bán qua mạng á. Mà dạ. Bán được không? Có mấy năm đầu thì là được, còn đắp năm sau thì không được. Dạ. Vì người ta mua kiểu hộ cho em, thương em á. Xong rồi lấy chồng, rồi mình mới lên đây, là hai vợ chồng mới quyết định là cho em đi bán vé số, cực không? Ngày đầu tiên mình đi ra đường mình bán, mình thấy như sao? Ta mời ta mua là cái thấy buồn hay tuổi thân cũng khóc. Dạ. Rồi về nói với chồng không? Dạ không. Tại vì chồng cũng vất vả nên không dám nói. Có bữa nào bán không hết không? Dạ có. Rồi mình trả lại cho người ta hay sao? Dạ không, trả không được. Có bị lỗ, bị ấy là do bị người ta giật cái số á. Giật hết luôn? Có, giật hết luôn cũng có. Hàng người ta mua rồi đó, không trả tiền cũng có. Rồi mấy lúc đó mình làm sao? Mình la lên hả? La lên rồi ngồi khóc, người ta cũng đâu có bắt được. Rồi những cái sinh hoạt của mình, lúc mình còn nhỏ thì mẹ có thể hỗ trợ được cho mình. Nhưng khi mà mình lớn rồi nè, mình cũng phải tới cái tuổi phát triển của một đứa con gái. Mình dậy thì, rồi những lúc đó em phải làm sao? Hồi nhỏ lớn thì em chỉ ngồi trên giường thôi mà. Không có đi học, xong rồi cái ở với mẹ, mọi sinh hoạt tắm rửa ăn uống thì mẹ lo hết. Cách thì 12 năm trước thì mẹ bệnh, mẹ người mẹ yếu lắm, mẹ đi mà lâu lâu mẹ phải dựng, mẹ dịnh nữa. Rồi sau đó em có thằng em út chăm sóc em, thương em, rồi lo cho em từ tắm rửa, mặc quần mặc áo hết luôn. Rồi cái cho tới em nó lớn quá rồi, em nó không chịu làm cho em nữa, nó lớn rồi nó mắc cỡ, không làm. Xong em khóc hoài. Có hôm em tới 11, 12 giờ khuya em mới được tắm đó. Mẹ nói phải chi mà có ai thay thế mẹ, thì sao mẹ con chịu cho. Nghe em mẹ nói vậy, cái em mới giao lưu trên đài, cái em mới biết chồng em, cái lúc đó em liều luôn. Dạ, liệu đi theo luôn. Rồi đến bây giờ thì những việc đó ai làm cho em? Thì chồng mà, phụ thuộc anh hết. Thì bị tai biến, giờ sức khỏe của mẹ cũng rất là yếu. Đi xa hay gì là mệt. Rồi mỗi ngày là phải chích thuốc tiểu đường để ăn. Mẹ bị tiểu đường. Rồi thêm đợt vừa rồi là bố vừa bị tai nạn giao thông. Mẹ phải chăm, giờ sức khỏe mẹ hơi yếu. Mẹ tai biến lại chăm cho bố bị tai nạn. Dạ. Hai đứa đến với nhau cũng vì tình thương, gia đình hai bên ai cũng khổ. Thì giờ phụ giúp được gì phụ giúp, nhưng giờ tiền bạc thì em và vợ thì không có, nhưng mà về sức khỏe thì có. Thì chạy lên chạy xuống bệnh viện Chợ Rẫy để nuôi bố với mẹ. Xong rồi bố về nhà thì có về nhà thăm bố. Rồi cái khoảng thời gian mà bố nằm trong Chợ Rẫy thì là Trí có vô bệnh viện thăm không? Ngày đầu tiên bố lên là chưa lên thăm, tại vì ngày đó xin nghỉ cho làm không được nên không lên. Qua ngày thứ hai xin nghỉ chỗ làm được là lên chợ ảnh. Lên chợ ảnh thăm bố nhưng mà vô không được. Tại bố bị chấn thương sọ não nặng quá nên người ta không cho vô thăm. Rồi là chỉ có mình mẹ nuôi được thôi. Rồi xin bác sĩ không cho vô thôi, chỉ biết đứng ở ngoài nhìn bố mà khóc. Còn Diễm có đi không? Diễm không đi được, tại vì nếu mà Diễm thấy cảnh đó là nó sẽ xỉu. Rồi bây giờ tình trạng sức khỏe của ông sao? Dần trở lại bình thường nhưng mà trí nhớ không còn như ngày xưa. Thôi tai qua nạn khỏi là được rồi, là rất mừng rồi đó Trí. Thế có bao giờ em chán nản không? Không. Nói chung là làm như cái chuyện xui rủi nó tới thì làm như mình có thêm một cái động lực gì đó để yêu thương nhiều hơn. Cái điều gì mà nó khiến cho em có một cái tinh thần lạc quan và có một cái niềm tin? Nói chung là niềm tin thì tại vì ngày xưa mẹ em cũng vất vả. Em 12 tuổi phải bôn ba ra ngoài đường đời để đi bán vé số, mưu sinh để lấy tiền đó mua dần sách để đến trường. Rồi thấy những mảnh đời mình ngó lên thì thấy người ta giàu sang hơn mình, nhưng mà ngó xuống chưa chắc gì mình đã thua người ta. Tại vì còn nhiều người không có nhà ở, những mảnh đời bất hạnh hơn, phải sống gầm cầu rồi các kiểu. Nên nói chung cái nghị lực mình bước tiếp để phấn đấu. Em thấy em là một người may mắn hay là bất hạnh? Dạ hiện tại giờ là may mắn, rất rất may mắn luôn.
khi anh còn thương, còn tương lai thì em không biết. Vậy là em nhớ nhất cái ngày đó là cái ngày 24 tháng 5 thì phải. Anh mua cho em một đeo bông tai, nói với ba mẹ anh và hỏi đi hỏi em á. Mà ba mẹ không qua thì hai chồng không có tiền luôn. Thầy bán đôi bông tai đó, khăn gói đi lên Long Thành mướn phòng trọ, quen biết người này người kia rồi người ta mới thấy thương, người ta mới giới thiệu việc làm rồi em mới đi bán vé số. Có bao giờ chồng mình đi ra ngoài làm rồi mình lo không? Lo lắm chị, tại vì đôi khi anh đi xe đi này kia nguy hiểm. Giống như đợt gần đây á là anh chạy xe ba gác chở hàng, nhưng mà không may thì có ông chú đó ông xịn rượu, ông đâm đầu xe vô trong cái đít xe xe ba gác á. Bồi thường bán hết luôn, dành dụm suốt 4 năm trời hai chồng đi làm trời. Rồi ổng xỉn ổng đâm vô xe mình mà mình phải bồi thường à? Dạ tại vì xe đó là xe của tiệm nhưng mà tiệm không có giấy tờ. Rồi về luật là mình sai rồi. Về luật mình sai rồi, phải bồi thường mới đóng phạt. Trời ơi. Em cũng mơ ước em được có cái nhà để mình về quê. Thì ba mẹ mới cho một ít rồi hai chồng mới dành dụm. Nghĩ là mình sẽ xây cái nhà trước rồi sau này mình sẽ về. Bị cái xe nên giờ mắc nợ. Nhờ nợ nhiều? Dạ nợ 50 triệu. Trời ơi dữ vậy đó hả? Có sợ không? Nợ nhiều tiền quá rồi. Dạ sợ lắm, sợ lắm mà giờ cũng phải ráng. Trong cái quá trình mà chồng em chăm sóc cho em á, từ cái vệ sinh cơ thể nè, rồi mỗi khi mà mình tới tháng rồi này nọ mà ảnh mệt quá ảnh quạo với em không? Dạ không. Chưa bao giờ? Dạ chưa bao giờ. Trời ơi có bồ ở ngoài không? Có chứ. Có không? Có bao giờ có. Nghi không? Có nghi lần nào chứ? Có chứ. Có bắt gặp không? Không. Em bắt gặp là tới không chị? Em cứ nghĩ một điều mà mấy cô, mấy chú của em, mấy chị cũng nói là đừng nghĩ cho nó giữ tiền trong túi thì nó sẽ không có bỏ. Thì em nói là cái gì của vợ là của vợ, còn cái gì của chồng là của vợ. Hay giữ chứ, nhưng mà giữ giữ, chừng nào đi chứ đi luôn. Có bao giờ em nghĩ tới chuyện đó chưa? Dạ có chứ. Rồi nếu mà chuyện đó xảy ra thì em tính sao? Về nhà với mẹ, còn không nữa thì em của em nó không thương hay là mẹ không còn khỏe nữa. Tại vì ba em giờ cũng kiểu như là ba em bị tai nạn á. Giờ đó ba em quên hết trơn à. Rồi mẹ em cũng càng ngày càng yếu. Thì em sẽ dạy cái ngôi nhà của em. Em sẽ nương nhờ vào bà con cô bác rồi anh em. Còn nếu anh em không chứa chấp á thì em sẽ đi kiếm một cái mái ấm đâu đó để nuôi dưỡng ở hoàn cảnh khó khăn giống như em. Có bao giờ muốn buông bỏ cuộc đời này không? Có chứ. Những lúc mà bế tắc, nhất là những cái mùa dịch á, những lúc mà em bị bệnh á. Tại vì lúc mà năm ngoái á, em có mở một cái khối u ở dưới hai cái vùng kính á, nó to lắm, từ ngày nó phì ra. Em mới đi mổ lại, chồng cũng mới đi ra đi mổ. Nói về nợ trả hoài hết. Lúc đó không dám nói với mẹ, không nói luôn, sợ mẹ buồn. Thì lúc đó mẹ bệnh nữa nên không dám nói. Bây giờ em mong muốn điều gì nhất hả? Em mong muốn hai chồng sẽ cố gắng làm để trả nợ, có một số vốn để về nhà, để dù điện. Tại nhà em mới xây nhưng mà chưa có nhà trong lóc, mà không có gì hết trơn. Hai vợ chồng em bây giờ nếu như về quê thì cũng không có khó để mà mình sống ở dưới quê đâu. Quan trọng là mình trả hết nợ để mình đỡ áp lực. Rồi hai vợ chồng ở trong một căn nhà nhỏ ập ẹp như vậy mà buôn bán thì đâu phải lúc nào cũng được. Rồi làm ăn thì không phải lúc nào cũng trơn tru. Đó, thì có bao giờ mà vì cái khó khăn đó mà hai vợ chồng cãi vã với nhau? Dạ cũng ít lắm. Nhiều lúc mà vợ em bị bệnh phụ nữ, bị nổi mụn hạch. Xong là lên bệnh viện phẫu thuật đồ này kia. Lúc đó là chạy chữa trong túi em còn dư được đâu mấy chục triệu. Chạy chữa hết mấy chục triệu đó. Xong rồi tới mức độ mà em phải đi vay tiền ở ngoài, vay 40-50 triệu ở ngoài cầm lên chữa bệnh cho vợ. Cũng chưa bao giờ thấy nản, chưa bao giờ bỏ cuộc. Tại vì cái cuộc sống em đã xác định trong con người em là từ 12-13 tuổi em đã tự lập mưu sinh được. Thì bây giờ dẫn ý chí đó em đi lên. Bây giờ hỏi thiệt nghe, đang nợ bao nhiêu? Dạ giờ hiện tại giờ hai vợ chồng còn nợ ngân hàng 40-mấy triệu. Giờ chỉ còn mong là trả hết nợ để hai vợ chồng sống lại cuộc sống bình thường ngày xưa.
nhiều lúc đi làm mệt mỏi, về phải chăm sóc vợ, phải ẵm vợ, phải tắm rửa cho vợ, nói chung là giúp cho vợ rất là nhiều thứ. Em mệt không? Nói chung là nghe tiếng cười đã vui rồi, hết mệt. Nói chung là chỉ nghe tiếng cười trong nhà là vui rồi, không còn cái gì để mệt mỏi đối với em. Đoạn đường ở phía trước là thảm đỏ hay là chông gai em cũng không biết như thế nào, nhưng mà em quyết tâm lòng là không bao giờ em được bỏ cuộc. Em có bao giờ em nghĩ, em mong muốn là hai vợ chồng có một đứa con không? Thì có. Tại vì anh thì thương, không muốn vợ đau. Anh cũng nói là nếu mà được thì anh xin con nuôi. Có lớn xíu thì sẽ chăm bẩm em, thủ hỷ với em những lúc anh đi làm, hay là những cái lúc nào anh không có ở nhà mà em không dám. Thế giờ là còn nhỏ ư. Nhưng mặc dù anh rất là thích, anh nói là anh lo được, nhưng mà em biết chắc là sẽ rất là vất vả. Khó lắm. Mọi thứ trong nhà sung túc rồi á thì mình hãy mang nó về, phải bảo đảm cuộc sống cho nó, tại vì mình khổ quá rồi. Từ hồi cưới tới giờ là em có đi về nhà ba má chồng không? Dạ có, cách đây khoảng tầm một năm thôi. Tại trước đây thì không có về được. Thì bây giờ ba má đã chấp nhận em chưa? Cũng có chấp nhận, nhưng mà công khai hai bên gia đình thì chưa. Dạ hả? Dạ. Em có mong điều đó không? Dạ có, nhưng mà em cũng không biết làm sao. Tí nữa mình ăn cơm á, dạ, thì mình sẽ nhờ cái máy quay để mình nói cái điều đó với ba má chồng. Dạ, một năm nay rồi nên được mẹ chồng nấu cơm cho ăn. Mà nhớ nhất, mà hạnh phúc nhất một lần là ăn cơm chung với mẹ chồng. Mẹ mở một tô, con mở một tô. Thì chứ hai mẹ chồng rồi bạn ăn thôi. Chỉ có hai mẹ con thôi. Dạ. Tại lúc đó chồng về là chồng đi đi bắt cá với thằng em rể. Đói nhưng mà không dám nói, nhưng mà mẹ biết ý. Xong rồi mẹ ăn, mẹ sợ em ăn một mình ngại á. Cái mẹ bới mẹ một tô, kho một tô ăn. Thế lúc đi bắt cá đó, mà để vợ ở nhà với mẹ thì có lo không chứ? Nói chung cũng lo, tại lúc đó là chỉ có bà ngoại của em là, nói chung là bảo kê từ A tới Z, có đuổi thì ra nhà ngoại, ngoại lo hết cho. Còn hả, mẹ đuổi nữa không cho ở nhà đó thì ngoại cho đất. Hay cứ về cất nhà ở ngay cọc ở ngoài luôn. Thế cô thấy ơi, từ lúc mà hai con ở với nhau vậy á, thì là có bao giờ mà cô với chị Xui gặp nhau và nói chuyện? Không, không, bị xa quá. Cách nhau cũng được, nhiều còn cái trăm cây số. Tôi bệnh rồi, ông xã tôi quá này cũng bị tai nạn. Rồi giờ cũng nằm có chỗ một, khổ lắm. Cô cái lúc mà cô bị bệnh á, cô, sức khỏe cô yếu dần, cô không có chăm được cho Diễm. Lúc đó cô sợ không cô? Trời, chứ sao sợ, khổ gần chết luôn. Mẹ cũng khổ, con cũng khổ nữa, rồi cái nùi nhau. Rồi bây giờ thì sao? Thì giờ nó có chồng rồi, chồng nó đỡ đần được. Gánh nặng thằng này nó đỡ cho cô luôn được. Rồi giờ cô gặp ổng, ông chồng giờ ổng điên điên cùng cùng. Chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não rồi cái dây số 7 gì, giờ ổng thần kinh. Giờ chăm chồng thì cũng mệt chứ lắm. Ở trên đây có chuyện gì, ốm đau, bệnh tật gì thì hai chồng không dám nói. Có khi em bệnh em mổ nằm bệnh viện, cô không dám gọi cho mẹ nữa. Có bao giờ cô sợ chàng trai này sẽ bỏ cuộc không? Thì giờ cái duyên nợ nó tới đâu ai đó chứ giờ cũng đâu có biết làm sao. Đó là sự thật. Mình cũng thương con chấp nhận, còn nó không thương thì giờ con cô thì cô phải lo tiếp nữa chứ giờ biết làm sao. Không, nhưng mà cái quan trọng là bây giờ là các mẹ nhìn thấy các con hạnh phúc như vậy. Rồi mỗi một ngày Trí nó đi làm quần quật mà về nhà chăm sóc cho vợ. Chứ sao? Đó là một cái điều mà cô cảm thấy an ủi. Chứ sao cũng... cũng niềm vui cho cô dữ lắm. Chưa bao giờ là cô gặp chị Xui luôn. Hay cô muốn gặp chị Xui không? Cũng muốn lắm chứ, chứ sao không muốn, tình cái nghĩa mà. Đó, thì thật ra nãy giờ Trí vẫn nghe mẹ vợ nói rồi đó. Yeah. Mặc dù là yên tâm, nhưng mà nói về cái chuyện gọi là lo, là vẫn phải lo. Dạ. Yeah. Thì nhân dịp cái chương trình, thì Trí có điều gì nói với mẹ để cho mẹ yên tâm hay không? Dạ, thì cũng thông qua chương trình thì con muốn nói với mẹ là con giúp người dân nước lạ chẳng chung một cái dòng máu với con. Đi ngoài đường gặp con vẫn giúp được. Thì đối với con đã xác định cưới vợ con là một cái xác định của con. Mẹ yên tâm. Thì con nói vậy thôi, giờ cũng như gánh nặng này thì con phụ mẹ thôi. Mẹ giờ mẹ cũng thành thật. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Chứ mẹ
giờ mình mẹ gánh của ông nội mà có con vô con giúp cho mẹ thì mẹ cũng mang ơn con, chứ giờ mẹ có không biết nói gì hơn. Giờ mẹ con giờ gánh nặng của mẹ mà con phụ mẹ, con chớ phụ mẹ thì mẹ mang ơn dữ lắm, chứ giờ mẹ không biết nói gì trơn trọi. Lần đầu tiên con về nhà mẹ, lúc đó con đang làm thợ hàn, thợ cơ khí một tháng có thể mười mấy hay chưa, con bỏ hết. Con đi lên phố, xin vô làm phụ hộ một ngày được nhiều 250 ngàn, chứ được 300 ngàn. Để con được gần vợ con chạy tới đây luôn. Nhân cơ hội này, có điều gì cô muốn nói với chị Xui hay không? Muốn tâm sự với chị Xui hay không thì cứ nói. Giờ đây có mấy đứa đây em này nếu giúp đỡ chương trình này thì tôi cũng mong sao chị cũng thương con rồi thương tôi. Dù sao chị em mình nó không gặp nữa chứ cũng có cái tình cái nghĩa. Giờ chị cũng thương tôi rồi thương hai đứa cháu nữa. Chứ giờ tôi người cũng không có lời lẽ nhiều với người ta. Nói bằng cái chữ chân tình, tôi cũng đâu muốn dâu tôi con gái tôi vậy đâu. Mình cũng muốn là hai đứa nó là lẫn nhau. Mà tại giờ cái phần cái số nó. Mong mẹ xem được chương trình này á, thấy hai đứa con vậy, thấy mẹ vợ con vậy, thương cho hai đứa con. Mong mẹ hiểu con đường con chọn con đi. Từ xưa tới giờ mẹ cũng chưa từng bao giờ ngăn cản để con đi làm việc thiện cứu người. Thì đây như con vớt một cái đó đã không còn gì nữa để cứu sống lại. Mong mẹ hiểu cho con. Ok thôi, bây giờ nãy giờ toàn là nước mắt không à. Thôi giờ anh Trí, nãy anh có cái gì đó bí mật muốn gửi tặng cho vợ mình đó, thì giờ anh lấy ra đi. Để hát bài hát. Để... không. Không biết vợ thích đầm. À, đây là món quà mà của Trí gửi tặng cho vợ. Sao, em lấy anh hay không? Dạ. Như là anh giao lưu anh mượn được chiếc xe này đó. Bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ đi tới một cái nơi để mà mua món quà tặng cho Diễm. Đây là món quà bất ngờ nha. Đầm nào mà Diễm thích, thích màu nào nữa. Dạ. Cái này hả? Cái này lúc đó không có trẻ trung. Màu vàng đi, anh thấy màu vàng là ok nè. Đó, cái này nè. Anh thấy cái này là ok nè. Hy vọng thì là cái đầm này á là Diễm sẽ mặc trong cái ngày mà ăn cơm với bên gia đình của mà nó nhỏ quá. Không sao đâu, mặc không vừa đi ra đổi lại. Dạ. Có đúng màu em thích không? Dạ đúng. Có điều gì muốn nói không? Con muốn cảm ơn mẹ. Vì mẹ thương con từ nhỏ lớn. Mẹ lo cho con giờ. Mẹ cũng lo cho con nữa, con hy vọng là mẹ sẽ nhiều sức khỏe, thương bản thân mình hơn, ăn nhiều món ngon hơn. Tại vì mẹ làm nhiều, mẹ bất bình. Nhưng mẹ làm ít lại, đi tới đâu thì con sẽ cố gắng bước tới đó. Không, con sẽ lăn tới đó. Sướng rồi khỏi gì, con sẽ cố gắng. Mong sao mẹ thương bản thân mình nhiều hơn, đừng ít làm lại. Một lời nói với chồng là đừng bỏ vợ đi khuya nữa. Đừng bỏ nhà một mình. Nhớ về sớm 12 giờ. Dạ. Anh tin số phận các em sẽ thay đổi. Dạ. Yeah. Chúng ta sinh ra không ai lựa chọn được số phận. Dạ. Yeah. Thế nhưng từ sự yêu thương, từ sự sẻ chia với những người thân yêu, và hơn nữa Trí đã làm một công việc, tức là sẻ chia với cộng đồng, với những mảnh đời bất hạnh hơn mình, thì anh tin số phận các em sẽ có thay đổi, và thay đổi tốt hơn. Và hy vọng rằng là gia đình sẽ được đoàn tụ, cha mẹ sẽ đồng ý cho tụi em và là một cái nguồn động lực để tụi em bước tiếp cái con đường này.